đầu tiên của mình. Mình là Thiện đến từ Pep Chaos và hôm nay mình xin giới thiệu cũng như là chia sẻ với các bạn về cái cách mà nó cơ bản. Cái lý do mà mình làm cái video này đầu tiên đó là bởi vì có một số bạn đã inbox yêu cầu mình thực hiện cái video này. Và cái lý do tiếp theo đó là bởi vì mình thấy cái kỹ thuật bàn o này nó là một cái kỹ thuật cơ bản và quan trọng nhất mà bạn cần phải biết nếu như các bạn muốn làm những cái trick nâng cao về sau như là thổi sứa là cắt o. Theo mình thấy thì mỗi người có một cái kỹ thuật bàn o riêng, cho nên là hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật bàn o mình cảm thấy là hiệu quả nhất đối với mình và được nhiều người sử dụng nhất. Để mà đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình tập luyện thì mình khuyên các bạn là nên tập trước gương để nếu mà các bạn có lỡ mà làm sai khẩu hình thì có thể sửa ngay được. Ok, về cơ bản thì để mà bắn được o các bạn phải để khẩu hình miệng của mình là hình chữ O. Thực tế thì nó là hình hơi bầu dục một chút. Và sau đó thì các bạn hãy dùng môi của các bạn bọc răng của các bạn lại và để lộ một chút hai chiếc răng cửa ở phần phía môi trên. Trước khi bắn o, các bạn nên tránh việc hút một hơi quá ngắn, bởi vì khi mà các bạn hút hơi ngắn như vậy thì cái lượng khói trong cơ thể nó sẽ ít và khi mà các bạn bắn o ra thì cái o của các bạn nó sẽ rất là mỏng. Và sau khi mà các bạn hút một hơi vừa phải thì các bạn nên thở ra một chút để tạo đà bắn o. Tiếp theo có lẽ là phần khó khăn nhất. Để đẩy được khói trong miệng và tạo thành hình chữ O thì các bạn phải thực hiện thêm một cái bước nữa, đó là ngắt hơi, như kiểu các bạn đang ho ấy. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây đó là cái tiếng ho đó nó phải ngắt thật là nhanh. Các bạn lưu ý là các bạn phải giữ nguyên khẩu miệng của mình trong suốt quá trình bắn O. Trước đây khi mà mình mới bắt đầu tập bắn O thì mình hay để ở miệng kiểu này. Và sau dần một thời gian thì mình mới nhận ra rằng là o đi nhanh hay chậm, dày hay là mỏng thì nó đều phụ thuộc vào cái việc bạn ngắt hơi như thế nào. Sau khi mà các bạn đã bắn o được rồi và các bạn muốn spam o thì các bạn sẽ phải di chuyển đầu của mình từ từ theo các hướng từ dưới lên trên hoặc từ trái sang phải, từ phải sang trái. Lý do là bởi vì khi mà các bạn spam o ở cùng một vị trí thì những cái o sau nó sẽ bị ảnh hưởng bởi luồng gió của những cái o trước. Như thế thì o nó sẽ không được đẹp và hoặc là nó sẽ bị vỡ. Cho nên là khi mà các bạn muốn spam o thì bắt buộc các bạn phải di chuyển đầu của mình. Còn vài lưu ý nhỏ nhỏ nữa đó là mình thấy một số bạn có chia sẻ rằng là để mà bắn được o dày hơn thì các bạn sẽ phải để khẩu hình miệng to hơn một chút. Riêng cá nhân mình thấy thì cái việc o nó dày hay mỏng nó đều phụ thuộc vào cái kỹ thuật bắn o của các bạn. Tức là khi mà các bạn tập luyện nó càng nhuần nhuyễn và các bạn càng quen với cái việc bắn o thì o của bạn nó sẽ tự động, nó sẽ dần dần dày lên, chứ nó không hề liên quan đến cái việc là khẩu hình miệng của bạn to hay nhỏ cả. Cái lưu ý tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là đối với những cái bạn mới bắt đầu tập trick thì mình khuyến khích các bạn là nên sử dụng những cái loại tinh dầu không có chứa nicotine. Bởi vì nếu mà các bạn sử dụng những cái loại tinh dầu có chứa 3 ni và 6 ni thì các bạn trick trong một khoảng thời gian dài nó sẽ khiến các bạn mệt rất là nhanh. Cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là để đạt hiệu quả cao nhất thì các bạn nên luyện tập cái kỹ thuật này hàng ngày, thường xuyên để cơ thể các bạn có thể quen dần với cái việc bắn o này. Và sau một khoảng thời gian luyện tập như vậy thì mình chắc chắn rằng là cái việc bắn o nó sẽ không còn quá khó khăn với các bạn nữa. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu gì cho những video tiếp theo thì các bạn hãy comment ở bên dưới video này nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp hết những thắc mắc cũng như là thực hiện những yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và hãy nhớ like và subscribe channel của Pep Chaos để theo dõi những video tiếp theo bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.